phì khổ. Cô chú gì nhìn cái rổ của phì à, lạnh không, 2 kg không, 2 kg con không nhìn đá thì nuôi cá như vậy nhìn sướng lắm cô chú gì. Rồi có cái chép khổng lồ nữa, chú quay cá chép khổng lồ cho cô chú nhìn xem, phì bự, còn cá mấy chục ký hả? Rồi ao này còn cá mấy chục ký mà kéo chưa vô được cô chú gì, chưa vô được. Rồi nhìn đá không, quá bự không, ôi trời ướt hết rồi.